những dòng sản phẩm kỷ niệm những năm dấu mốc thành lập hãng. Ví dụ như Dean Audio Special 25 đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt trong lòng người chơi âm thanh loa Bookshelf. Và hiện nay thì đến dòng sản phẩm là Dean 40 Special kỷ niệm 40 năm thành lập hãng cũng giành được những sự yêu mến, và bên trong nó chứa đựng những công nghệ, những củ loa được hiệu chỉnh chỉ có riêng trên dòng sản phẩm này. Đó chính là bộ loa Mải Sơn muốn giới thiệu đến cho quý vị các bạn ngày hôm nay. Nó đây. Đây là loa Bookshelf Dean Audio 40, dòng sản phẩm kỷ niệm 40 năm. Thì cái sản phẩm này nó ra mắt vào quãng những năm 2017. Thì theo như là hãng là thành lập năm 1977. Thì đấy là quãng kỷ niệm 40 năm. Và ở trước đôi loa này thì ta có một cái đôi loa Bookshelf khác, đó là Dean Audio Special 25. Thì đấy là dòng sản phẩm kỷ niệm 25 năm. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là từ 25 năm cho đến 40 năm là một quãng thời gian rất dài, lên tới thêm 15 năm nữa. Vậy cho nên là những cái đôi loa như thế này rất đáng để những người yêu mến loa Bookshelf tìm kiếm và trải nghiệm, cũng như những người mà yêu thích cái thương hiệu Dean Audio thì rất nên mua một đôi loa như thế này về để sưu tầm, vì nó là những sản phẩm đặc biệt. Thì đây là mình đang có là phiên bản là màu red, màu đỏ, được làm rất là đẹp với những cái vân gỗ trông rất là tinh tế. Và ngoài ra thì còn có một cái phiên bản nữa là màu rất là khó đọc tên màu, nó là một cái màu dạng xám xám vàng vàng và cũng dạng vân gỗ như thế này, cũng rất là đẹp. Thì đấy cũng là cái phiên bản màu đặc biệt mà các bạn sẽ không bắt gặp ở trên những cái đôi loa khác của Dean Audio, dường như nó được dành để làm ra chỉ dành cho những sản phẩm như thế này. Ta sẽ có ở đây là một cấu trúc loa hai đường tiếng với một cái kích thước là trung bình khá. Và chắc chắn là nó là một đôi loa ở phân khúc cao cấp. Và về giá của nó thì nó có mức giá tham khảo khoảng 89 triệu. Vì vậy mà nó sẽ được xếp hạng là ngay dưới cái dòng là dòng Contour. Chỉ ngay dưới dòng Contour thôi. Vì vậy nó là một đôi loa theo dạng là tiêu chuẩn loa high-end rồi. Chúng ta sẽ có được một cái củ loa bass. Ở đây là nó sử dụng là màng loa công nghệ MSP có hiệu suất rất cao. Đôi loa này cho tiếng trầm phải gọi là rất là tốt đối với một đôi loa Bookshelf, khi nó có thể xuống được tới là 41Hz ở mức suy hao là 3dB và giải cao lên tới 23.000Hz ở mức cũng là mức khoảng suy hao 3dB. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có cái tép, là đây là tép ESOTA. Nhưng mà trái với những cái mã ESOTA thường ESOTA 2, ESOTA 3 mà chúng ta thường biết, thì cái ESOTA này nó là ESOTA 40, tức là nó được hiệu chỉnh để dành riêng cho dòng sản phẩm này. Thì nó cho chất lượng âm thanh rất là tốt và nó có những cái nét đặc trưng riêng, và chất lượng của nó hoàn toàn có thể so sánh được với những cái loa tép ESOTA 2 chất lượng tốt nhất. Thì đấy là những cái gì về cấu trúc của một cái đôi loa Dean Audio, đó là củ loa chất lượng rất cao. Ngoài ra về hình thức chúng ta sẽ có được một cái cạnh vát này, nó chạy vuốt về phía đằng sau không song song. Vì vậy mà nó sẽ triệt tiêu, giảm bớt những hiện tượng sóng đứng và cũng tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra có thể thấy những cái đường cắt vát rất là thẩm mỹ ở phía mặt trước này, gia tăng thêm cái độ đẹp của sản phẩm, và tất cả đều hoàn thiện, rất là bóng bẩy và rất đẹp. Có một đặc điểm cần lưu ý là đôi loa này có lỗ thâm hơi phía sau. Cái lỗ thâm hơi của nó khá lớn và nó sẽ có hai tác dụng. Một là quý vị các bạn có thể lợi dụng cái lỗ thâm hơi này để gia tăng tiếng trầm cho bộ loa bằng cách là đặt cách tường sau một khoảng cách nhất định. Theo mình là nên cách khoảng 60-80cm, không được đặt thật sát vào tường sau vì như vậy là sẽ bị ảnh hưởng đến tiếng trầm. Ngoài ra chúng ta cần một cái chân đế vừa phải, ví dụ có độ cao khoảng 60cm để có thể nghe vừa với cái tầm tai của chúng ta. Thì về cái thông số thì đây rõ ràng là một cái đôi loa không phải là dễ kéo, vì thông số của nó nhé là nó có trở kháng là 4 ohm, là trở kháng thấp. Tiếp theo nó có độ nhạy 86dB, cũng là độ nhạy rất thấp. Và với cái độ nhạy như thế và trở kháng thấp thì rõ ràng đây không phải là một đôi loa hoàn toàn là dễ kéo, bất cứ một âm ly nào cũng có thể kéo được. Nó sẽ cần có đòi hỏi những âm ly chất lượng cao. Và bây giờ câu hỏi được đặt ra là liệu một đôi loa như thế này thì có thể dùng âm ly đèn để kéo được không? Câu trả lời là có. Chính là âm ly này. Thực ra đây là một cái giải pháp, chứ còn có những âm ly đèn khác cũng vẫn có thể kéo đôi loa kia. Đây là mình xin giới thiệu là âm ly Unison Research S6, một sản phẩm rất hay đến từ Italia. Thì cái chiếc âm ly này nó được sản xuất tại Ý, và nó là một cái âm ly đèn chạy theo mạch Class A với một cái cấu hình là push-pull 35W mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm, và nó hoạt động ở cái chế độ là ba cực là triode. Khi hoạt động ở chế độ này thì công suất sẽ thấp hơn,
là so với các cái chế độ siêu tuyến tính, nhưng mà nó đem lại âm thanh tinh tế, chi tiết và mềm mại, và đặc biệt là đem đến cái âm thanh có độ truyền cảm rất cao. Thì nó sử dụng là một dàn, mỗi bên là ba bóng L34, kia cũng là ba bóng L34 cho mỗi bên. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái đèn tiền khuếch đại, nó sử dụng bóng là 12AX7. Đây là một cái cấu hình thường thấy ở những cái âm ly đèn sử dụng bóng L34 cho cái dạng mạch push pull, vì cái bóng L34 sẽ cho cái âm giọng hát rất là truyền cảm, rất là dễ nghe. Và ngoài ra ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái thiết kế nó rất là đẹp và cân xứng với cái việc là chỉnh bass. Đây, đây là cái phần chỉnh bass cho hai bên, thì mỗi bên có phần chỉnh bass riêng biệt. Rất là dễ và để có thể hiệu chỉnh, ai cũng có thể hiệu chỉnh được rất là dễ dàng. Khi thay bóng mới vào thì các bạn cần hiệu chỉnh. Dùng lâu thì cũng nên kiểm tra hiệu chỉnh lại. Nhưng mà rất là dễ, không có vấn đề gì hết. Ở phần mặt trước là một cái phần giải gỗ rất là đẹp. Giải gỗ rất là đẹp và tinh tế, nó làm cho sản phẩm này đẹp hẳn lên. Và phía bên trái là phần núm chọn nguồn, và bên phải núm volume. Và cái núm này cầm rất là xịn, nó được làm bằng kim loại và cảm giác như gần như là nó đặc vậy, nó rất là nặng. Đó, đó là những gì chúng ta biết về chiếc âm ly này một cách đơn giản nhất. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phối ghép giữa đôi loại Dean Audio Spacer 40 và âm ly đèn Unison S6. Senses, the boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Home. Juan had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Còn em mùi hoa sữa, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình
chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xồm nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều hồ Tây lao sao hoài con sông, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Đó chính là combo mà Hải Sơn muốn đem đến cho quý vị các bạn ngày hôm nay trải nghiệm. Quý vị các bạn hãy đến Thiên Đào Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà Nội để biết thêm chi tiết về sản phẩm này. Và hãy like, subscribe kênh YouTube của Thiên Đào Audio để luôn được đón xem về những sản phẩm mới nhất, hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.